Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip tiếp trước, đáng lẽ thầy sẽ quay cho các em cả bài 7, bài 8, nhưng mà do thầy có việc đột xuất chạy lên trường nên thầy không có quay kịp các em mà thầy tắt màn hình luôn. Như vậy thì trong clip hôm nay, thầy sẽ quay cho em ở bài số 8. Xong bài số 8, thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 3. Ok, các em hiểu không nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 8 nhé. Rồi, chúng ta có bài số 8 nhé. Cho phương trình 3x mũ 2 trừ 2 nhân m cộng 1x cộng 3m trừ 5 bằng 0. Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Có một đây này, chúng ta sẽ gạch này. Có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Giả sử như chúng ta có x1, x2 đi, là hai nghiệm của cái phương trình này. Mà chúng ta chưa biết, chúng ta giả sử thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có đây, có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Ở trong trường hợp này chúng ta có thể cho x1 bằng 3 lần x2 hoặc là x2 sẽ bằng 3 lần x1 tùy theo trường hợp, thấy không nào? Ok, tính các nghiệm trong trường hợp đó. Nghĩa là sau khi có m rồi, chúng ta thế ngược trở vào và chúng ta sẽ đi tìm x1 và x2 trong từng trường hợp mà khi đó chúng ta tìm được m. Các em có hiểu không nào? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ giải nhé. Ở đây người ta yêu cầu là xác định m để phương trình có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm nghiệm kia. Như vậy bây giờ chúng ta trước hết đối bài này chúng ta sẽ giả sử trước nha. Tại vì hai nghiệm này chúng ta chưa biết nên chúng ta giả sử, và chắc chắn bài này phải sử dụng cái gì các em? Chúng ta phải sử dụng cái hệ thức VS các em ạ. Chắc chắn là như vậy rồi ha. Giả sử là phương trình, ở đây thầy ký hiệu đây là phương trình 1 nha. Phương trình 1 có hai nghiệm, là x1 và x2 đó nè. Vì theo cái đề bài chúng ta có cái gì, vì phương trình đây chúng ta ghi câu này lại này, vì phương trình có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia, có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Thế nào? Thì khi đấy ta có cái gì nghe? Khi đó ta có cái gì nè? Như vậy thì khi đó ta có, như vậy thì giả sử ta có x2 sẽ bằng 3 lần x1 đi. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sau khi chúng ta lập luận và làm được cái này rồi thì bây giờ chúng ta sử dụng hệ thức VS ở trong cái phương trình này. Các em còn nhớ hệ thức VS chúng ta được học rồi không nào? X1 cộng x2 với lại x1 nhân x2 á. Các em nhớ không nào? X1 cộng x2 thì bằng bằng gì? Trừ b trên a. Còn x1 nhân x2 thì bằng c trên a. Các em nhớ chưa? Như vậy thì theo hệ thức, theo định lý đi, ha. Theo định lý VS ta có gì các em? Như vậy thì chúng ta có là x1 cộng x2. Có phải là bây giờ x1 cộng x2 là bằng trừ b trên a? Đây là theo công thức của hệ thức VS. Bây giờ thầy sẽ thế nha. X1 cộng x2 mà x2 bây giờ bằng 3 lần x1. Thầy sẽ thế vào chỗ đây. Như vậy x1 này thầy viết lại. Như vậy chúng ta tương đương này. Cái x2 này này, x2 này thầy sẽ thế bởi 3 lần x1 vào chỗ đây. Như vậy x2 thầy không viết x2 nữa mà thầy sẽ viết trở thành là 3 lần x1. Các em có hiểu chưa? Thầy làm rất chậm đúng không nào? Trừ b trên a. Như vậy b của chúng ta là ở đây là gì? Âm 2 nhân m cộng 1. Và đây có dấu trừ, chứng tỏ trừ với trừ thành cộng. Như vậy nó sẽ còn lại đây là 2m cộng 1. A chúng ta đây chính là số 3. Các em thấy chưa nào? Hệ số đó. Ok. Rồi, thầy đẩy lên thì giải cái này nhá. Chúng ta tương đương tiếp. Như vậy x1 cộng 3 lần x1 là bằng 4 lần x1. Sẽ bằng là gì? 2m cộng 1 chia 3. Ok. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra giùm thầy là x1 nó sẽ bằng, có phải là chúng ta lấy 2m cộng 1 chia 3, chúng ta chia cho 4 nè. Chia cho 4. Có đúng nào? Chia thì sẽ nhân nghịch đảo. Như vậy thì nó sẽ bằng là 2m cộng 1
Nhân nghịch đảo thì nó trở thành đây là 12. Như vậy chúng ta suy ra đây là x1. Để tương đương đây, suy ra x1 này nó sẽ bằng là m cộng 1 chia cho trẻ 6. Ok. Bây giờ chúng ta ghi giùm thầy là thấy. Bây giờ chúng ta lấy cái kinh nghiệm này. Cái x1 bằng m cộng 1 chia 6 này. Chúng ta thay vào đâu? Ta thay vào chỗ đây và thay vào chỗ đây này. Chỗ nào có x kem thay bởi m cộng 1 chia 6. Để chúng ta giải ra tìm m. Các em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây thầy ghi, sau đó thầy đẩy lên rồi thầy thay cho em thấy nha. Thay x1 bằng m cộng 1 chia 6 vào cái phương trình. Phương trình là phương trình 1 hồi nãy chúng ta đã ký hiệu đây nha. À, ta được gì đây? Bây giờ chúng ta tương đương nha, chúng ta đẩy lên kia. Đây là 3x mũ 2. Nghĩa là ở đây là 3x mũ 2, bây giờ x thay thế bởi là gì? M cộng 1 trên 6 mũ 2. Các em có hiểu ý thầy nói nào? Trừ 2 nhân bao nhiêu em? M cộng 1 nhân x. Ở chỗ này M cộng 1 cứ ghi lại đi. X bây giờ thay thế bởi cái này. M cộng 1 trên 6 cộng 3m trừ 5. Đó, đây bằng 0. Sau đó từ đây thầy sẽ giải ra để thầy tìm m. Thầy tương đương. Giờ thầy khai triển ra nhé. Số 3 thì viết lại đi. À, đây là hình thức thứ nhất này em. Như vậy trên tử này thầy sẽ viết ra là m bình phương cộng 2m cộng 1. 6 mũ 2 đây là 36 này. Trừ này. 2 vi 3 nhân vô thì đây sẽ là cũng là m cộng 1, tất cả bình phương thì nhân ra luôn là m mũ 2 cộng 2m cộng 1. 2 vi 6 này. Số 2 vi số 6 này người ta rút gọn thì đây mất đi thì còn lại số 3 cộng 3m trừ 5 bằng 0, cho nó hết giấy tương đương tiếp. Như vậy 36 với 3 đây thầy rút gọn, như vậy thì nó sẽ trở thành là m mũ 2 cộng 2m cộng 1, ở đây 12 này, trừ m mũ 2 cộng 2m cộng 1. Đây bao nhiêu em? Đây 3 m trừ 5 bằng 0 này. Ở đây bằng 0 nữa các em nhé. Tương đương tiếp. Bây giờ thầy sẽ quy đồng. Như vậy mẫu chung ở đây chính là 12. Chứng tỏ cái này thầy viết lại này. M mũ 2 cộng 2m cộng 1. À, trừ 12 chia 3 được 4 nhân nên tử trừ 4 m mũ 2 cộng 2m cộng 1. Ở đây thầy nhân cho 12 ha. Thầy đóng mở ngoặc 3m trừ 5 bằng 0 nhé. Tương đương. Nghĩa là đây là 1 trừ 4 thì nghĩa là đây còn là âm 3 m mũ 2 cộng 2m cộng 1 cộng 12 3m trừ 5 bằng 0. Các em hiểu chỗ đây âm 3 không nè? Ngay chỗ đây các em thấy ở trong ngoặc này nó giống nhau nè. Ngoặc này với ngoặc này giống nhau. Ở trước đây là hệ số. Còn không, các em không thích làm như thầy thì các em bỏ ngoặc ra. Sau đó chúng ta trực tiêu m bình phương thì m bình phương, m thì m và biến theo cái hệ số thì hệ số nha. Thầy dạy nhiều quá nên tiếng thầy nó nói nó không được tròn cho lắm em nhé. Ok, được chưa em? Làm hớp nước với cả trong là được chưa? Ok, từng đường tiếp này. Bây giờ thầy sẽ nhân vô nhé. Trừ 3m mũ 2 này, trừ 6m này, trừ 3 này, 12 cộng, nhân cho 3 là 36m này, là trừ 60 này, bằng 0. Tương đương tiếp nha. Như vậy thì ở đây là trừ 3m mũ 2 này, ha. Trừ 6m cộng 36 là thành cộng 30m này. Đây, trừ 63 bằng 0. Từ đây thầy sẽ bấm máy tính đi, rồi suy ra. Coi thử nó có chẵn hay không nha, không chẵn thì chắc phải tính delta các em. Mod 1 bấm ngang qua 2 trừ 3 bằng này 30 thôi nha. 63 âm nhé, âm 63. X1 bằng 3, X2 thì bằng 7, thấy chưa nào? Nghĩa là ở đây
chúng ta suy ra m ở đây sẽ bằng 3 và m sẽ bằng 7. Ok, bây giờ có rồi thì thầy sẽ thế vào. Bây giờ với ở đây chúng ta đã giải ra được 2m rồi nhé. Với m bằng 3 thì phương trình có hai nghiệm. Phương trình có hai nghiệm game. Như vậy kem thế vào chỗ nào? Đây. Kem thế không? Được chưa? Chúng ta thế vào đây để tìm x1 trước. Có x1 rồi chúng ta thế vào ở chỗ này để chúng ta đi tìm x2 này. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ thế vào chỗ này này. Và thế vào chỗ này. Thế vào này để tìm x1. Có x1 rồi kem lấy x2 này. Lấy 3 nhân x1 ở đây được x2. Như vậy thì x1 của chúng ta sẽ bằng là m cộng 1, thì ghi lại để cho em thấy luôn. Chúng ta thế số 3 vào. Ở đây bằng 4 phần 6, đây bằng 2 phần 3. 2 phần 3, như vậy thì chúng ta suy ra ở đây x2 thì bằng 3 lần nhân x1. Nghĩa chúng ta thế 3 nhân cho 2 phần 3 thì ở đây sẽ bằng 2. Như vậy thì trường hợp này chúng ta có x1 là bằng 2 phần 3 và x2 là bằng 2. Được chưa? Do gần hết giấy nên thầy tiết kiệm một xíu. Với m bằng 7, cái cách làm là như vậy em nhé. Thì cái phương trình có hai nghiệm, chúng ta cũng làm tương tự thì nó sẽ ra được x1 và x2 nhé. Nhưng mà x1 chúng ta cũng bằng m cộng 1 chia 6, bằng 7 cộng 1 chia 6, nghĩa là bằng 8 phần 6. Đây chia 2 thì bằng 4 phần 3. Như vậy x2 sẽ bằng 3 lần x1 sẽ bằng 3 nhân cho 4 phần 3 thì đây sẽ bằng 4. Ok. Đó. Như vậy thì thầy tóm lại, ở đây trường hợp thứ nhất là x1 sẽ bằng 2 phần 3, x2 sẽ bằng 2. Ở đây cái trường hợp thứ nhất này 2 phần 3 với 2. Còn trường hợp này S này, các em hiểu không nào? Viết dưới dạng tập nghiệm dấu ngoặc nha, thầy sẽ viết lại đây S 4 phần 3 hoặc là 4. Thì nếu như viết hồi nãy giống như hệ tọa độ thì nó sai mất ha. Ok, các em hiểu không nào? Thầy sẽ quay lại đây bài số 8 các em. Cái đề bài thầy không có ghi lại nên là thầy ký hiệu ở phương trình 1 ở đây. Ok, được chưa nào? Rất rõ ràng và rất dễ hiểu. Thầy không có bỏ một cái bước, bất kỳ một bước nào các em nhé. Trong quá trình học mà các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo này, chia sẻ các bạn. Và đồng thời chúng ta like, comment, share và comment tích cực để mà ủng hộ thầy, để tiếp tục thầy đồng hành các em nhé. Được chưa các em? Ok. Thế đây thầy xin tạm dừng. Clip sau thầy sẽ quay cho em ở bài số 3 luôn các em nhé. Ok. Xin chào lại các em trong các clip tiếp theo nhé. Nhớ chia sẻ bài giảng giúp thầy nha. Rồi, cảm ơn các em.